Tôi bị đau cái vai và cánh tay này cũng thời gian lâu rồi, cũng đi chữa nhiều nơi nhưng mà không có thấy bớt. Thì hôm nay tôi có thử cái dịch vụ là cái phương pháp mà điện ion chuyển hóa, để sau khi 30 phút mà làm cái vai và cánh tay này thì tôi cảm thấy nó thoải mái hơn, tay đưa được cao, thoải mái, không có còn bị đau nữa. Và khi mà những cái dòng điện nó chạy vô người tôi thì cái cảm giác của tôi là giống như là máu huyết tôi được kích thích, thành ra là thấy thoải mái lắm. Tôi nghĩ là cái phương pháp này là nó đạt được cái mong đợi của tôi, là hy vọng là sẽ chữa được cái cánh tay của tôi nó không còn đau nhức nữa.